Xin chào mọi người, hôm nay chúng ta sẽ học bài đầu tiên của Family 4 mọi người ha. Đây là cái bìa sách nè. Mình vẫn học theo cái bộ sách của Oxford mọi người ha. Rồi, như những chuyện trước thì trước khi vào cái phần bài mới thì mình sẽ có những cái phần welcome back hoặc là back together, cùng nhau quay trở lại. Đầu tiên mọi người sẽ cùng nghe cái phần bài hát và bài hội thoại luôn mọi người ha. Back together. We are all back together. Tất cả chúng ta đều cùng nhau quay trở lại. We are back together with friends. Với những người bạn from before là từ trước đây. We are ready. Chúng tôi sẵn sàng to work and learn some more. Để mà học và làm nhiều hơn nữa. Some more. It's time. Đã đến lúc to show. Để mà thể hiện what we can do. Những gì chúng ta có thể làm được. The holidays. Kỳ nghỉ are over. Có nghĩa là đã qua. For me and for and you. Cho tôi và bạn. Ok, bây giờ mình sẽ cùng nghe bài hội thoại. Welcome to Primary 4. I'm your new teacher, Miss Wells. I'd like you all to tell me something about yourself. Who's first? My name's Max. I like reading and learning about everything. That's great, Max. I've got a younger sister. Her name's Holly, and she's in primary too. She likes listening to music and playing with her toys. And my Australian cousins are here too. Amy is in this class. Look. Hello, Miss Wells. I love taking photos and playing sports. My other cousin is Leo, but he doesn't go to this school. He's 12. He really loves skateboarding, and we do lots of things together. Great! And do you skateboard together? Well, he skateboards, and I read books about skateboards. Okay, welcome to Primary 4. I'm your new teacher. New là mới, Miss Wells. I'd like you to tell me something about yourself. I'd like, đây là cái cấu trúc mình học bài trước, tức là mình muốn người khác làm cái gì đó, một cái lịch sự. Mình không có dùng là I want you ha, mà I would like á. Tôi muốn bạn vui lòng kiểu như vậy. Tất cả các em to tell me, để nói với cô something, một điều gì đó, một vài thứ about yourself, về bản thân các em. Yourself là bản thân bạn hoặc là chính bạn. Who's first? First là đầu tiên, ai là người đầu tiên? My name's Max. I like reading and learning about everything. Em thích đọc và học hỏi về tất cả mọi thứ. Sau chữ like này thì động từ mình sẽ thêm in, mọi người nhớ là reading, learning. That's right, Max. Điều đó thật là tuyệt. I've got a younger sister. Younger tức là em mà em gái của mình thì mình dùng younger mọi người ha. Còn thường khi mình nói sister là chị ha, hoặc brother là anh, còn younger brother là em trai. Her name's Holly and she's in primary 2. She likes listening to music and playing with her toys. Mọi người thấy không, sau chữ likes là động từ thêm in, và nhớ rằng he, she, it thì chữ likes này phải thêm s. And my Australian cousins are here. Và những cái người anh chị em họ của em đến từ Úc, Australian cũng ở đây. Amy
is in this class. Em bị ở trong lớp học này. Look, hãy nhìn kìa. Hello, Miss Well. I love taking photos. Taking photo là chụp ảnh. And playing sports. My other cousin is Leo. Other tức là cái người còn lại. Cái người còn, cái, hoặc là cái người, một cái người khác nữa. Một cái người à, em, anh em họ khác nữa của em là Leo. But he doesn't go to this school. Nhưng anh ấy không có đi học ở cái trường này. He's 12. He really loves skateboarding. And we did lots of things together. Và chúng em làm rất là nhiều thứ cùng với nhau. Great. And do you skateboard together? Các em có trượt ván cùng với nhau không? Well, cái chữ well này nó không phải là tốt mà là nó là kiểu dạng như vậy. Trước khi mình trả lời một câu hỏi, mình hơi có cái giống như kiểu mà là mình kiểu như vậy đó. He skateboards. Anh ấy thì trượt ván. And I read the book about skateboard. Và em thì đọc cái quyển sách về trượt ván. Rồi, speaking của mình là mình hỏi về ai đó thích làm gì. What does Max like doing? Max thích làm gì? Ở đây do Max là ngôi thứ ba số ít cho nên mình sẽ dùng động từ trợ động từ là does ha? Và sự like đưa về nguyên mẫu sau like động từ thêm in là like doing. Thì trả lời là he likes reading. Thì còn những ba cái nhân vật còn lại mình cũng cứ tạo câu tương tự như vậy mọi người ha. Tiếp theo ôn tập về can và can't. Ví dụ như là can I play some games on the computer please? Tôi có thể chơi một vài cái trận đấu và trò chơi trên cái máy tính được không? Sorry, no. Xin lỗi, không. You, ba chấm. I'm working on the computer. You can't. Bạn không thể vì tớ đang làm việc trên máy tính. Bố chứ? À, vì bố đang làm việc trên máy tính. Rồi, những cái phần kia thì mọi người tự điền và dịch nha. Phần này không có khó đâu. Speaking tiếp theo. Choose your food. Hãy lựa chọn đồ ăn của bạn. Choose four food. Hãy lựa chọn bốn cái thức ăn. You like to buy. Bạn thích mua. Ask and answer. Hỏi trả lời. Thì ví dụ người chủ cửa hàng nói what would you like, là mình thích mua cái gì. Thì ở đây mình nhớ cái cấu trúc về an và some nè. I'd like an là những cái mà có thể đếm được và nó là một cái. Ví dụ như a lemon, một quả chanh chẳng hạn. Some tức là dành cho những cái danh từ mà nó ở dạng số nhiều. Ví dụ some grapes, một ít nho, hoặc là some milk, một ít sữa. Milk là không đếm được, là danh từ không đếm được. Và mình dùng chữ some, một ít, một vài. Chứ mình không dùng an đối với milk mọi người ha. Tại vì nó không đếm được. Rồi, tiếp theo là mình học phần speaking. Nói về cái việc mà dự định trong một cái tương lai gần. Mình sẽ dùng thì tương lai gần. Đó chính là be going to, cộng động từ nguyên mẫu. Cách đặt câu hỏi sẽ là what is he going to do this weekend? Tuần này thì anh ấy sẽ làm gì? Thì trong câu trả lời là he cộng với be going to. He is going to. Ví dụ như visit grandma. Anh ấy sẽ thăm bà. Ha. Còn nếu như đối với ngôi số nhiều thì mình what are they going to? Đây là ngôi thứ ba số nhiều thì mình sẽ dùng cái động từ to be là are. Và they are going to play chess chẳng hạn. Chơi cờ vua. Rồi. Phần số 2 thì mình chỉ viết lại những câu đó thôi. Phần số 3 thì là phần vừa từ vựng vừa phát âm mọi người ha. Mình nhớ cái phần từ vựng này thì mình điền vô, sau đó mình đọc dịch. There is a lamp next to my ba chấm my tent. Có một cái đèn ở bên cạnh cái lều của tôi. Tiếp theo là mình ôn tập về cách nói giờ mọi người ha. Đầu tiên bây giờ mình sẽ cùng nghe trước và mình sẽ giải thích phần này sau. Past. Listening 3. Listen and point. 5 past. 10 past. Quarter past. 20 past. 25 past. Half past. 25-2 22 Quarter 2 10-2 5-2 O'clock. Listen and repeat. 5 past 22
Rồi, bây giờ mình sẽ giải thích lại phần này mọi người ha. Nếu như một cái giờ là giờ đúng, ví dụ như 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, 5 giờ, 7 giờ thì mình dùng o'clock. Ví dụ như 1 o'clock là 1 giờ. Tiếp theo phần bên phải, 5 past tức là vượt qua 5 phút. 10 past là vượt qua 10 phút. Quarter là tương đương với 15, là 1/4. 20 là 20 phút, 25 là 25 phút. Và half là một nửa, tức là vượt qua một nửa, là giờ rưỡi. Còn phía bên tay trái sẽ là giờ kém, thì nó đẩy ngược lại từ kém 5, kém 10 ha, đến kém 25. Rồi, bây giờ cái cách mà mình hỏi sẽ là what's the time, mấy giờ rồi, hoặc là what time is it. Cái cách hai, có hai cách hỏi như vậy. Thì bạn gái trả lời is 10 past 9. 10 past tức là vượt qua 10 phút, 9 là 9, 9 đây là giờ mọi người ha. Cái số cuối cùng sẽ là giờ, tức là 9 giờ 10 phút. Đó. Còn ví dụ như nếu bạn trả lời là is 10 to 9, tức là 9 giờ kém 10. Thay vì chữ past, người ta nói chữ to có nghĩa là giờ kém, 9 giờ kém 10 là 8 giờ 50 ha. Thì cái phần này mình cố gắng mình luyện tập chút xíu là sẽ được, chứ không có gì khó mọi người nha. Rồi ví dụ những cái đồng hồ này nó chỉ mấy giờ đó thì mình sẽ cùng làm thử một cái. Ví dụ number 1, kim ngắn là chỉ 8 là 8 giờ. Kim dài chỉ số 3 tức là 15 phút. 15 phút là quarter past. Cái này là is a quarter past 8, 8 giờ 15. Đây là một trong những, còn khi mà mình học về, khi mình hiểu về phần này thì mình mở rộng luôn ha. Ví dụ như không phải là những cái số chẵn như vậy mà là 13 thì 13. Ví dụ 13 past hay là 28 past là những cái số mà mình đã được học rồi á, thì mình cứ nói đúng theo cái con số đó là được mà ha. Quan trọng mình nhớ past và to là như thế nào thôi. Tiếp theo là dạng so sánh hơn và so sánh nhất. So sánh hơn đối với tính từ ngắn là error. So sánh nhất là est. Ví dụ Max is taller than Holly. Max thì cao hơn Holly. But Leo is the tallest cousin. Nhưng Leo là cái người anh em họ cao nhất, thì mình thêm esc và chữ tall. Và mọi người làm những cái phần tương tự ở dưới nha. Rồi, alphabet. Ở đây á, mục đích của phần này là gì? Mình dịch nè. Write the words in alphabetical order. Mình viết những cái từ sau theo thứ tự alphabet. Words in the dictionary are in alphabetical order. Những cái từ ở trong từ điển dictionary thì nó theo thứ tự của alphabet. Người ta sẽ đi từ A tới Z. We look at the first letter of a word. Chúng ta sẽ look, nhìn vào cái từ đầu tiên của một cái từ, cái chữ cái đầu tiên của một từ. But when two words have the same letters, nhưng mà khi mà hai cái từ này có cùng một cái chữ cái đầu tiên, tức chữ cái đầu tiên đều là chữ giống nhau, thì mình sẽ look at the second letter. Mình sẽ nhìn vào cái chữ cái thứ hai, và nếu chữ cái thứ hai giống thì mình nhìn vào chữ cái thứ ba, cứ tương tự vậy. Thì cái phần mà thứ tự bằng chữ cái ABC thì mọi người đã được học rồi. Bây giờ mình sẽ xuống phần number 1 và hướng dẫn mọi người ha. Ví dụ monkey, zebra và camel, mình nhìn thấy nè. Monkey là chữ M đầu tiên, zebra là chữ Z và camel là chữ C. Như vậy thì theo thứ tự bằng chữ cái, chữ C sẽ là chữ xuất hiện đầu tiên, tức là xuất hiện trước chữ M và chữ Z mọi người ha. Cho nên là chữ C là nó sẽ ở phần đầu, xong rồi tiếp theo theo thứ tự là tới chữ M, xong tới chữ Z. Tương tự winter, summer, autumn. Autumn là chữ A xuất hiện đầu tiên. Sau đó tới chữ S là summer và tới chữ W là winter. Thì mình cứ nhìn theo cái thứ tự đó để mà khi mà mình lật từ điển mình sẽ biết cách dò mọi người ha. Tại bây giờ từ điển điện tử nhiều quá cho nên là có thể mình sẽ mất đi cái kỹ năng dò từ điển giấy. Nhưng mà dù gì thì nó cũng không có khó, cho nên là mình cố gắng mình dùng từ điển giấy để khi mình học á, nó hạn chế mắt mình bị mỏi mọi người ha. So với việc mình học trên mấy thiết bị điện tử này thì học trên từ điển giấy thoải mái hơn rất là nhiều. Mọi người cứ thử, ví dụ chữ camel, đầu tiên mình dò chữ C. Chữ C xong mình quan sát chữ thứ hai là gì, là chữ A đúng không? Chữ A lại nằm đầu tiên trong bằng chữ cái, cho nên chữ C sau đó sẽ đến ngay chữ A. Đó, còn chữ monkey thì sao? Chữ M, mình lật qua phần đầu tiên của chữ M. Xong sau đó mình nhìn thấy là M, thì xong đến chữ O, mình nhìn trong bằng chữ cái, coi chữ O nó đứng giữa bằng chữ cái mất rồi. Thì mình phải lật nhiều trang hơn một chút đến cái phần M O. Đó. Thì cái đó là một cách dò từ điển mọi người ha.
Ok, phần bài Back Together hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Chúng ta sẽ cố gắng cùng với nhau để mà hoàn thành bộ sách này mọi người nha. Mình rất là cảm ơn mọi người đã theo dõi và hy vọng mọi người sẽ đăng ký kênh để ủng hộ mình hơn nữa. Và mình xin chào mọi người.